Ồn ào về vừa đó nghe tụi bay. Rồi, ta đi trước không? Đây. Đôi xì, đôi xì, đôi xì. Đôi xì hả? Ừ. Bốn con heo. Đâu rồi, đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Cái gì, cái gì? Cái gì vậy? Mới nghe nè. Tao tới mà mày vui quá vậy? Thì hồi nãy tao tới, tao quẹt mấy nó không à. Còn mày tao không có quẹt, tao quẹt con lần. Giờ tao mày bồ quẹt lại mấy nó. Mày nó vui ghê không? Nãy tao thua nó thì nó coi tao là địch. Mà tao giờ tao thắng nó coi tao là bạn. Ừ. Mà thôi mày con gái ai mà quẹt mày làm chi? Tội đúng nghiệp. Con con dễ thương da mặt mịn màng như quẹt làm chi phải không? Tao dễ rau thôi à. Nó nó tới nó quẹt mắt gì mấy mày? Trời ơi, quạo kìa, ghê hồn. Quạo gì mày? Chơi kì. Trời ơi, nói nó gì vậy? Ủa gì? Trời ơi, thôi thôi, đừng có chọc em đó. Chọc chọc gì? Tự nhiên nó nhép 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 miệng nói tao thím kìa. Ê, thím chứ nữa. Thím thua, thím quạo thím ơi. Con này nó hay lầm bầm lắm. Thôi bê, người ta ăn gái gì mà kêu bằng thím cái gì? Bà đánh nó cho con đi bà. Còn hơn thím nữa. Gì vậy? Gì vậy? Tụi bay chọc nó cái gì mà la ầm sùm vậy? Tao ngồi tao nhậu chút xíu tao đờn chút mà sao tụi bay quậy dữ vậy mấy đứa nít kia? Tự nhiên nó kêu em bằng thím kìa, bằng bà kìa. Nó già trước tuổi đó anh. Trời ơi, tụi bay bạn bè nhau không kêu nó bằng thím bằng bà nó giận là phải rồi. Nó mới bà lớn kêu nó bằng bà cố ngoại á. Mày tính đánh ảnh đó hả? Tụi mày gan quá, mày biết ổng là ai không mày đánh ổng? Ai kệ ổng chứ. Trời. Giang hồ á. Giang hồ kệ ổng chứ. Mắc gì? Ơi ơi con. Dạ anh Tám. Về. Dạ anh Tám ơi, anh thông cảm cho em cái nợ em thiếu anh á, bây giờ cho em một tuần lễ nữa em trả được không anh? Mày nghĩ sao, tao lính anh Phước đầu bò, tao chỉ có nhiệm vụ mày nộp tiền lời thì mày phải nộp mà mày năn nỉ cái gì, lý do làm sao? Em cũng biết vậy nhưng mà anh thông cảm cho em đi, tại gia đình em có chuyện á anh. Chuyện gì? Dạ chồng em bị tai nạn nghề nghiệp. Bị sao? Dạ, anh cũng biết rồi, nhà em bán nước mía. Cái bữa đang bán cúp điện, cái anh quên cái cầu dao, cái đầu kéo mía bán là tiền có điện trở lại, cái cuốn tay anh luôn à. Tao biết rồi. Anh này á là chồng nó cứ mà ham chửi nó phải không? Lo cái miệng lo chửi, nước mía nó đưa vô. Trời ơi anh không biết đâu. Hoàn cảnh nhà nó tội nghiệp nha. Người ta hả cắn mía nó ra nước mía, còn chồng nó cắn mía ra nước máu á. Trời ơi, ghê quá. Thôi nghe thấy ghê. Bây giờ có nhiêu tiền em lo cho anh hết rồi, bây giờ sao? Bây giờ tai nạn là tai nạn, tiền góp là phải tiền góp, không có nói nhiều. Tuần lễ không được. Cho mày 4 ngày. Cảm ơn ảnh đi. Không có kịp đâu. Không được phải không? 3 ngày. Trời, đang nghỉ nữa, đang nghỉ. 2 ngày. Thôi. Trả liền. Thôi nói nghe, nói nghe. Em nói nghe mày giàu nhất trong bọn này, mày cầm đồ mày cho nó mượn đi. Không được, cái này của má tao. Nói nghe nè, mày thiếu mấy ngày rồi? Dạ 4 ngày rồi. Tao có cách rồi. Cách gì? Ngày mai 5 ngày trốn luôn. Em cảm ơn chị giúp em, chị giúp em nha chị. Con kia mày nói cái gì mày? Hả? Anh cái con này nó đâu tới đây mà nó chưa biết anh Tám đầu bò với tao mà. Anh vô anh ngồi đi để em giải quyết nó. Trời ơi, mày điên hả? Mày biết ổng là ai không? Ai? Trời ơi, anh Tám Thẹo á. Tám Thẹo? Đệ tử Phước đầu bò, mày chọc ổng là mày hết làm việc ở đây luôn á, nghe chưa? Dữ lắm. Chết cha vậy hả? Qua xin lỗi ổng đi. Để tao qua xin lỗi nha. Đi. 1 2 3 xin lỗi nha. 1 2 3. Anh. Anh đẹp trai nhờ Tám cái Thẹo. Ê. Mày biết sao có 8 cái tẹo không? Biết rồi. Sao? Giang hồ quá chúng đập vô mặt. Không phải vậy đâu. Rồi tao nói tụi bay nghe vậy nè, có 8 cái tẹo là gì nè. Tụi bay thấy ảnh thích đờn không? Đó. Nó nói chiều nào ảnh cũng ra ảnh đờn tà lửng tần tưng tà lửng tần tưng á. Có một chiều nọ ảnh ra đờn tà lửng tà lưng tà lửng tà lưng. Tao nói dây đờn đứt cái phát nó sọt trong mặt cái chéo một cái. Trời ơi, đứt tẹo. 8 lần thành 8 cái tẹo. Chứ mặt nghe mà giang hồ gì. Mình nít 3 tuổi nó thấy nó còn muốn đánh ổng nữa chứ đừng nói trời ơi ghê mặt nó ghê dữ sợ. Tụi bay nói về đờn đứt phải không? Bây giờ nguyên cái thùng đờn vô tụi bay nè. Coi ai đứt. Ai đứt sợ nữa, anh Chính. Hey, cái gì mà là ông sầm ngoài lo quá đó. Trời ơi, là má tao đi, tao sẽ băng cái mặt tao về, tụi bay biết tao. Tụi bay thiệt tình là sao mà cái gì ông sầm ở ngoài này à? Ha? Lào lên mặc cái áo sao giống như... Trời đất ơi, giờ này mặc cái áo không giống ai hết. Dạ, con chào chú Sáu. Hay da. Sáu. Sao ông li buông li bán rồi ngồi ở đây làm gì vậy? Lánh bài, lánh bài phải không? Trời ơi, lánh bài ăn lộ nghe hả?
Dạ đúng rồi. Mày mốt lửa lánh tài ăn lộn em, mày lánh tài phải ăn tiền mới luôn. Ôi ăn tiền hả? Tiền. Ê, ê, bốn thằng ngồi xuống chơi đi. Bốn thằng mình thằng nào? Tao với mày về cứ ba má qua lửa lũ bốn thằng. Tao không có lượt chơi cờ bạc hiểu chưa? Dạ. Đi buôn đi bán liền. Thôi đi. Thằng này đi bán vé số nè. Con nhỏ kia đi bán xin gương nè. Con nhỏ bán báo tiểu à. Bác. Cái gì vậy? Mua một con tờ báo đi bác xã. Tin tức hấp dẫn không à? Mày nghĩ sao tao không bị lọc chữ mà mày lừa báo tao lọc à? Dạ có báo này nè, toàn là hình không à. Hình phải không? Dạ. Mốt chợ báo ngang có hình mày tao xem. Trời ơi bác rồi đi bán bây giờ tới chiều là không bán được hết là về là cả nhà mày lọc à. Lý lẹ lên. Sao khó quá. Kèo quá. Hey. Chó đâu kêu à? Hey. Mày làm gì mày núp vào trong lá? Con núp trong đây mà con đứng con tức cho chú Sáu á. Mắt mới tức tao à? Rồi con tức, chú Sáu già mà chú Sáu còn khờ quá đi. Mày chửi lại tao già mà ngu đi. Nó lâu già mà khờ làm cái gì vậy? Ngu lẹ thằng già lại ngu lẹ. Ngu mới gặp con khùng lẹ. Mày coi mày bao nhiêu tuổi à? Mày nói tao ngu là ngu cái gì hả? Con thấy chú Sáu, mình không biết chữ mình cũng phải ra vẻ, mình biết chữ người ta mới nể mình chứ. Thôi ông nội ơi, không biết chữ là nó không biết chữ, mình lạc da vẻ, da vẻ. Trời ơi, như con đâu biết chữ đâu, sáng nào cũng ra ngã tư đọc báo hết á. Trời đất ơi, mày ra ngã tư mày lập báo, rồi lỡ ai đó hỏi lại hỏi hỏi, ủa lập báo lòng đó lăn gì à, mày trả lời người ta làm sao? Dễ lắm, cứ đọc báo công an liên tục cho con, xong mình lật cái trang cuối, mình nhìn vô mình thấy cái hình vuông vuông, nó. Lệnh truy nã. Trời ơi hay quá trời á. Rồi lật vô trang trong, con trai có, con gái có, che mặt, giấu mặt, mại dâm chắc luôn. Hay quá ra. Mai mốt tao cũng lọc tao ngang. Mà tao lọc cái trang cuối luôn á. Trang cuối hả? Cái trang cuối mà có hình của mày trong đó tao mới lọc á. Chết cha con được lên báo. À, sao mày lên báo mà mày chụp hình sao mày dám con mắt mày lại à? Ông thợ chụp hình chụp dở á. Không phải dở đâu. Chứ sao? Mày dám mắt rồi biết sao là cái trang đó là cái trang nhận dạng đó mày biết không? Mày chết sông, chết suối, chết bờ, chết bụi, chết xe, chết cổ, chết, chết trời lánh á. Rồi không ai thân nhân mà người ta mới lem vô ta chụp hình coi có ai dẫn về. Tao tới tao dẫn về, tao thiêu mày, tao lem mấy hũ cốt lô vô chùa được không? Ê ghê quá. Lâu ra suối tụi lọc báo à. Báo coi hình không là sao? Là mày à, tao nói bao nhiêu lần vậy? Mày có hai ba đứa con rồi, da lường mặc bộ lồ, nó thiêu con mèo ở đây trời ơi. Mày phải thiêu con sư tỉ ở chỗ này mới lúng nè. Lâu ra không biết nghe. Mày mặc bộ đồ xanh đẹp lắm đó. Đẹp lắm mày. Ê, tao bàn mà có việc làm nè. Gì? Bây giờ mày nói với chồng mày đó. Dạ. Nó may một bộ đồ lỏ. Lứa con mày may bộ đồ vàng. Hả? Cúp liền vợ chồng mày ra ngã tư lứng nè. Làm gì ngoại? Làm lèn xanh lèn lỏ. Hả lèn xanh đó mày nhảy xuống vậy là cái ta biết xe ta chạy qua lỡ ha. Lèn lỏ cái mày nắm lứa con màu vàng mày giả xuống cái mày bóc lên liền. Mày thấy rồi chồng mày nhảy bộ đồ lỏ ra rồi xong ha. Hai ơi khỏi đi, một mình con làm cũng được nữa. Mình mày làm sao được? Con đeo cái nón màu vàng, cái áo màu xanh, cái quần màu đỏ. Mỗi lần vậy con đút cái đầu ra, xong con đưa cái áo ra, xong tới màu đỏ. Tới cái màu. Đi trời ơi. Thôi là bậy bạ. Thôi, Ly. Ly về nấu cơm cho mấy đứa nhỏ nó ăn đi. Giờ này cũng trưa rồi, hiểu không Ly? Thôi mà mấy đứa nhỏ sáng nay nó kỳ lắm chú Sáu. Nó kỳ gì vậy? Đem cơm về nó không ăn. Nói chú Sáu ác quá. Tối ngày cứ cho nó ăn cơm thập cẩm hoài hả, ngán quá. Phải chi mà có cơm sườn đỡ. Nó khoan cơm sườn á. Ừ. Kêu qua lại hết đi. Chú Sáu cho nó ăn hả? Tao còn miếng sườn nè. Sườn này già quá. Thôi đó. Lý vậy lâu gặp nè. Trời đất ơi, không cha không mẹ rồi. Không nhà không cửa rồi. Người ta lem về người ta lui. Lui rồi cho ăn, nó còn lòi ăn cơm sườn nữa. Người ta kêu lại còn miếng lạc lưng nữa nè. Quá trời quá lất mấy lứa nhỏ này. Mày bỏ cái chai rượu mày xuống liền. Gì? Mày bỏ cái chai rượu mày xuống liền. Bỏ đâu? Mày bỏ đâu chạy xa mày là. Bỏ đâu à? Gì vậy? Để đi. Cái bàn cờ tướng người ta lễ chai rượu lên hư cái bàn cờ tướng người ta sao? Ông làm như tôi ngu à. Cái giường của ông bằng giường che tôi lễ lên nó nghiêng nó lỗ rồi sao? Nó lỗ phải không? Mày uống rượu mà mày sợ lỗ lớn không? À. Giờ là mày cột lên người mày đi nha. Giờ mua cái ống hút mày truyền lên mày hút rượu đi. Dữ mà ai mà hút cũng làm như thì xin tố à. Không được phải không? Ừ. Mày ra mày kiếm mấy lốm vú mày mua mày dặn vô đây nè. Mày làm thôi mày bú vụ đi. Vừa phải nghe không sao? Tôi nể ông lớn nghe ông đừng có nói vậy nghe không? Lớn cái gì lớn hả? À? Mày là thằng nào mày lại đây? Mày biết à? Cái gì? Mày thằng nào mày lại đây? Trời ơi không biết tôi hả? À? Ông dòm mặt này thẹo không gì mà không biết hả? À? Tám thẹo. Là đệ tử của Phước Đầu Bò. Tám thẹo hả? Ờ. Ây da.
Thằng này nó có cái thẹo lạ ghê á. Sao? Cái thẹo ngay con mắt xuống vậy mà chém sao không lui con mắt nó mà hay thiệt à. Ê, chắc con dao người ta phét cái lỗ vậy á, chém vô cái con chừa con mắt mày ra hả? Mới mốt mày ra lường mày ghẹo cho ta chém vậy cho mày lui mẹ nó cho rồi luôn. Sao nói chuyện á ông sốc ghê nha. Sốc cái gì mà sốc, tao nghe nói mày là lệ tử ông Phước Lào Pò là tao lập bực lắm rồi. À. Mày làm gì vậy Lê? Tôi canh nhà nè, bây giờ thiếu nợ người ta không chịu trả nè. Anh Phước đầu bò kêu tôi canh ở đây nè, chừng nào ông Tư này về tôi kiếm tiền, tôi đòi tiền, hiểu tao không? Tao cho mày biết anh Tư này á là tại vì con cái ảnh ở bên nước ngoài về. Mà xưa nay á là anh giấu lại mọi người là anh giấu với đứa con, anh sợ đứa con ở bên nước ngoài lo cho ảnh. Ảnh nói á là ảnh lại trúng số, anh giàu anh có. Cho nên á bây giờ con nó về, lột xuất con nó về rồi, hết hồn quá rồi. Biết là con nó nói mình giàu, rồi giàu thì phải sợ nhà giàu. Giàu mà ở cái nhà nghèo làm sao liệu? Ông mới thế chấp cái nhà giàu, cái nhà nghèo cho tụi bay. Giờ tụi bay mới tết bay lòi hoài à, từ từ người ta trả. Trả gì ông hay quá ha, không có nhân đạo ông ơi. Cho mượn nợ là không có nhân đạo. Ông nhân đạo ông trả nợ giùm đi. Thấy cha gì tao nhìn, tao nhìn mày tao thấy, ây da, cái tướng mày tốt lắm à. Sao vậy? Mày ngon lắm đó. Sao vậy? Mày lưa tao coi. Coi cái gì? Lưa coi chỉ chân nè. Chỉ chân. Chỉ chân mà coi cái gì không ngoại? Thôi khỏi luôn, nhìn mày lón mày à. Số mày sướng lắm. Sao vậy? Mày mà chừng vài bữa nữa thôi. Mày không làm mày cũng có ăn nè, ngon lành. Vậy ăn cũng có người lúc cho ăn nè, đúng không? Uống cũng có người lúc cho mày uống lại. Ấy à. Tới hồi ly toilet cũng có người ẵm mà ly toilet nữa. Ngon vậy hả? Ngon ông nội tao lúc mà bị liệt giường liệt chiếu á chứ ngon cái gì ông nội. Mày cứ ghẹo người ta lánh mày giết mày liệt giường liệt chiếu chứ à. Kì giờ tôi không làm gì sống tôi làm gì kệ tôi không kiếm chuyện tôi hoài hả? À. Bao nhiêu lần rồi. Ê ê ê hay nha. Nói thiệt nha. Gì? Bây giờ là đại ca tôi á là kêu tôi canh nhà đây. Canh nhà hàng Tư hả? Ừ canh nhà hàng Tư. Mà giờ có chú Sáu ở đây rồi. Giờ chú Sáu canh đi. Đại ca tôi cho tiền tôi ha. Bây giờ tôi không lấy. Tôi ghiền nhậu với ghiền coi phim trưởng không? Tôi đi. Cái rồi tôi gửi cái tiền đó lại cho chú Sáu. Lại ca mày sai mày coi đây, lại ca cho mày tiền luôn. Bây giờ mày kẹt một chuyện là mày ly. Mày giao cái trọng trách lại cho tao. Lại ca về cho mày tiền, mày cầm tiền mày cho tao. Đúng không? Vậy giống như mày lại ca tao rồi. Ê, không có, không phải. Đâu phải vậy đâu, cái này nhờ giả thôi. Mày xào trẻ, cuối cùng tao không làm lệ tử mày à, tao biết à. Có đâu, vẫn chơi thôi, cái này nhờ giả thôi mà. Không có giờ giả vậy đó, ở lệ không ai giờ giả ai hết á, đúng không? Có qua có lại, mày cầm lòng tiền mày cho tao, là tao là võ hơn mày rồi. Tao là lệ tử mày rồi. Đúng rồi. Cứ vậy đi. Cứ vậy đi. Mày lại ca tao, đúng không? Tao nói mày nghe là, mày lừng cái buồn. Tao có cái bệnh lạ lắm. Bệnh gì? Cái bệnh mà tao ly thầy thuốc nhiều lắm à. Thuốc Lam, thuốc Bắc, thuốc Tây, ly bao nhiêu thầy rồi, chị hoài không bao giờ hết được cái bệnh. Cha bệnh gì vậy? Bệnh lạ lắm. Bệnh gì vậy? Cái bệnh mà mỗi lần mà tao vui á, không sao hết á, mà hát tao mà buồn rồi á, tao ưa lem lẹ ca tao ra tao chém lắm. Ê! Ê! Bà lũ cha mẹ lo mày làm gì? Giỡn hoài không? Mày làm gì? Ông này dữ quá. Sao? Rồi, đó, thấy sao à sao lâu lượt quá tao ngủ không có liền. Dạ, con lây đó làm giết rồi má tôi hay dậy luôn sao rồi, trời má ơi đây, cái gì mà ôm sùm dạ lây. Ôm ào quá không muốn ngủ lượt. Trời lắc ơi ngủ mà ngủ cũng không lượt làm cái gì mà la ôm sùm vậy sao. Trời ơi mấy đứa nhỏ nó tới đây nó phá nó quậy nhà anh Tư bên này là bên Lào đây. Anh Tư, à? Anh Tư anh thế chấp cái nhà này rồi ha. Cho con ông có một đứa con dâu á ha. Thằng con ruột cái đứa con dâu nó về mấy lần rồi dạ. Nó về lần đầu tiên là bây giờ mà cái con dâu nó cà chớn lắm. Con thiệt má đó. Con chưa bao giờ con gặp cái con nhỏ nào mà như con nhỏ nó cà chớn lắm. Thôi lấy chuyện nó dài dòng. Ủa sao má không ngủ ở xong kia má ra đây. Má ngủ không có lượt lắm quá. Má ngủ không có lượt. Người ta lễ cây quạt là chẳng dần vậy mà nó lắm là lắm làm sao là. Cây quạt nào? Có cái thấy quạt, cây quạt nào? Cây quạt bự đó. À, cái quạt bự hả? Má mở lên chưa? Có mở rồi mà không có mát. Chết cha. Quên rồi. Xin lỗi mẹ Hiền Lê, quên rồi. Biết làm sao? Sao? Cái quạt đó con mua về chai. Con mua về nó hư cái chục rồi. Con lấy ra con sửa lại con giáp vô nó rửa cái chục rồi. Rồi làm sao? Quên dặn mà. Má muốn mát, đúng không? Đúng rồi. Mở cái quạt lên rồi. Rồi. Đúng không? Đúng rồi. Má đừng có ngồi trước quạt. Chứ ngồi đâu? Má ngồi sau quạt mới mát được. Trời đất ơi. Quên dặn nó chút xíu mà hư hao quá trời luôn thôi. Bây giờ lóng quá tao muốn ngủ rồi sao? Rồi rồi có quạt liền cho má ngủ liền đừng lo. Wow. Cái già này sao mà nó dần dần có một thằng sáu thôi. Trời đất ơi. Mày cầm cái gì vậy sao? Quạt nè. Cây quạt gì có chút xíu à?
nó papa cắn lận đó. Mà bữa hôm ngứa lỗ tai quá, bẻ ăn cắn gai lỗ tai rồi. Trời ơi. Bây giờ mẹ quạt này con nói thiệt má nè, quạt này nó không có mát một vùng đâu. Vậy chú mát sao? Nó mát từng khu vực một lận. Là sao? Ví dụ má muốn mát, mát con mắt luôn không? Mát con mắt. Má lễ vô con mắt là. Hả? Má muốn mát má lè, má lẻ má lè. Hả? Má muốn mát xuống tới lè. Là cái má quạt quạt cái lách của mày ha. Ý con nói là muốn mát chỗ nào là lễ quạt vô chỗ đó. Ha, hổ lan thôi, tao hiểu rồi thôi. Dữ lắm là. Hiểu rồi. Đây con mở lên má coi nè. Đó. Ủa. Nó chạy sao không là... mát gì trơn vậy con? Không mát. Chết cha, cái quạt này cũng bị hư cái trục rồi. Trời đất ơi. Má cầm về mới mát nè. Thôi. Là mát không? Đó. Đưa đây. Mát không? Không mát, đưa đây mát rồi, đưa đây má tự xử á. Trời ơi, tự xử luôn. Bây giờ là tao muốn ngủ á. Muốn ngủ hả? Tao muốn làm ở đây ngủ đó. Thôi thôi thôi. Làm ở đây nó lau cái lưng lắm. Lau cái lưng mà má muốn ngủ cái đây đó. Chờ chút đi. Chờ chút đi nữa. Trời ơi. Trời ơi, tắm nó cũng cho tắm mà ngủ nó cũng cho ngủ nữa. Trời ơi, mày đem cái nồi rẻ ra làm gì á? Cái liệm này liệm lướt lên. Liệm lướt thì cái này giống với bịch đít tao quá hả? Mà lưng lên đây, mà lưng lên đây. Lưng lên. Vậy. Cái này á con lố má làm. Trời đất ơi, sao lũng lỗ tùm lum vậy trời? Ở ngoài à, ở ngoài người ta bán 400-500 ngàn miếng đó. Dạ. Con mua ve chai có 20 ngàn bạc thôi. Trời ơi, hậu len á, rẻ quá ha. Trời, rẻ gì rẻ? Mua rồi về mở ra nó lủng như sao trời vậy đó. Trời ơi. Giá muốn loại bản hồng luôn đó mới được á. Vậy là bây giờ con lem ra thằng bảy đó giá. Rồi đó, yên tâm rồi, giá rồi. Ngồi giá đi. Rồi, giờ ngồi được à. Má ngồi xuống ngành nó mát dán tiếp vô cái lưng của má, mát dán tiếp vô cái lưng lắm. Vậy rồi. Ha. Trời. U cha. À, cái gì à? Cái gì à? Ha, cái gì à? Má ngồi sao mạnh quá nó lủng lỗ nữa vậy? Trời đất ơi. Tao ngồi có chút xíu mà sao mà lủng lỗ? Sao vậy, lủng một lỗ nữa nè. Giờ giờ sao giờ? Ép má mạnh quá. Hả? Má lặn hả? Liệm chịu không lỗi. Má lặn hả? Bây giờ má xịt lên, xịt xuống nè. Thôi lừng lừng. Hả? Lấy con làm cho. Làm gì con? Lấy con giá lại cho. Trời ơi, giá keo lâu. Keo lên. Trời ơi. Giá. Lướt miếng là lướt miếng, con chắc hơn keo con voi đó. Trời đất ơi. Rồi con dán bò đó, con phun một cái con dán lứng lắm băng sức ngắt đi nè. Trời ơi. Hậu len. Hậu len anh. Hừ, con giỏi ha. Wow. Rồi. Lượt chưa? Tự nhiên ngồi. Tự nhiên ngồi. Wow. Trời ơi, trời ơi. Nó thừa nữa hết trơn hết trại rồi, không có ngủ được. Bây giờ nó như cái vòi sen rồi, thôi má xuống đi. Giờ nó không mát gián tiếp mà nó mát trực tiếp luôn rồi. Trời, trực tiếp bây giờ cái gì? Trời ơi. Mát cái lưng á. Mát cái lưng thì lượt rồi. Trời đất ơi, nó ướt ở dưới. Rồi khách vô người ta tưởng là tao lá dầm. Trời ơi, trời ơi. Thôi mà, lượt rồi. Thôi, bây giờ tao muốn mở TV cho tao coi. Rồi, má làm đi, lễ TV cho má coi nè. Mở TV Đài Trung Hoa cho tao coi. Rồi, yên tâm, có liền lắm. Đài Trung Hoa mà ca nhạc Hoa thằng he. Rồi, đây. Trời ơi, mệt. Trời đất ơi. Mày lấy cái cục gì mà len thui vậy trời? TV đó chứ cục gì đâu. TV đâu? À, quên đây nè. Trời đất ơi. Con lốp má này đâu á? Mày đừng có nói mày mua ve chai nha. Không dám là con này xin người ta cho đó. Hả? Xin? Hai vợ chồng á, ở già đó, có gần 40 cái nè. Lễ giáp vòng già làm như tấm vách vậy đó. Dạ. Lại tới mua không bán. Không bán. Mấy chục cái mà không bán. Không bán. Con lứng con lói hoài. Trời con ơi. Lói ngày này qua ngày nọ, con lói ba ngày ba đêm. Hai vợ chồng nói thôi cho mẹ nó cho rồi, nó lói hoài mệt quá rồi. Xách về đó. Trời ơi. Cái này mới mua nè. Cái gì vậy con? Con lốp má cái này là ăn tem. Ăn tem. Người ta ăn tem có ba la pon. Con chơi tới bốn la pon. Ôi còn cái gì cái tròn tròn đâu rồi? Cái xảo đúng không? Ừ, cái xảo. Bữa không có gì chiên trứng, lấy chiên trứng rồi. Trời ơi. Ôi mày đi đâu đó? Lên qua đây nè. Làm gì? Trời ơi, bởi vì má không biết pha học kỹ thuật gì hết là. Cái nhà mình lẹ ở nè. Sóng truyền hình yếu lắm. Con phải lấy cái này, con lễ đó. Con lấy sóng truyền hình già kế bên. Trời ơi. Sóng ở bệnh nó mạnh như sóng biển vậy đó. Dạ. Lấy đây à, xào tới à, xào lui à, thảy vô cái tivi à, má mới coi lượt, hiểu trời không? Trời ơi, hậu len à. Gì hết là. Rồi lắm. Chưa đâu, phải mở lên mới được. Ây chà. Rồi. Chưa có hình đúng không? Chưa. Phải qua lắc cái này mới được nè. Lắc ha. Rồi. Đó. Đó rồi ha. Hậu len không? Hậu len hả? Bây giờ cái nhà kế bên nó coi mú tiêu bển không đó. Mú tiêu hả? Đúng rồi.
Anh Quyên nó tuột rồi. Nó tuột xuống rồi, không có thấy. Tuột xuống lại kéo lên sao? Hả? Mày làm cái gì á? Kéo lên lên nè, kéo hình nó lên nè. Hả? Ê, kéo hình lên hả? Vậy mà không khỏi liền tập ta nè. Lượt chưa? Sao kỳ vậy ta? Ủa sao lạ, có hình mà không có tiếng. Mà cái hình nó cũng lạ đấy. Con mắt cái lỗ mũi nó làm bên này. Cái miệng cái cằm nó làm bên này. Mày làm cái gì á? Lên coi lên, từ từ lên. Coi sao? Trời Lật ơi, mày vỗ hả? Vỗ nó mới lọt da hả? Quá sao? Có lại rồi. Hấu lên, hấu lên. Ngủ lên má, ngủ lên, làm coi ngủ lên. Chưa? Làm gì lắm á? Sao chưa chịu ngủ à? Hay. Dạ. Sao? Dạ. Sao lại tao làm ở đây à? Tao làm như vậy mà cái hình nó lứng như vậy làm sao coi được? Má ngồi vậy má coi đi. Ngồi không có được, ngồi không có được, mỏi lưng, lao lưng, không muốn ngủ được, không muốn ngồi được. Rồi đó coi đi. Tắt cho lỡ tốn liền. Sao? Sông liên phi gió lộ, sông lăng thanh di hô. Chịu khó múa một chút mà lỡ tốn liền. Sao? Không có hát nữa vậy. Sông liên phi gió lộ, sông lăng. Ngủ lửa rồi. Chào chú cho con hỏi thăm. Chú... Cô nói nhỏ nhỏ nè, má tôi mới ngủ, má tôi khó ngủ lắm. Xin lỗi, xin lỗi. Má tôi thức dậy là má tôi bệnh lâu. Tôi hiểu rồi, lừng. Tôi xin lỗi chú. Chú ơi, cảm ơn cho mua, tôi. Mua nhà, nhà này bán á. Nhà bán rồi 15 lượng vàng SCC đó, mua đi con. Không phải, tôi muốn hỏi ông bà già nè. Muốn coi nhà đúng không? Muốn coi nhà đúng không? Đi theo tôi coi nhà, đi. Chú, tôi muốn coi cái nhà bên đây nè, chứ phải nhà này. Muốn coi cái nhà này đúng không? Phải qua cái nhà này mới coi được cái nhà này. Ủa sao kỳ chú? Bị gì hết, nó có cái lường luồng ly coi bậy bạ. Cô hồn cắt lãng nó tới, chết à. Cô hồn cắt lãng là ai vậy chú? Cô hồn, thôi bữa nào dẫn tôi viết sách cho cô lọc. Chứ nói hoài mệt quá rồi, Liên. Đi vô đây. Đi nhẹ nhẹ thôi ra. À trời ơi, con chuột, chuột. Cái gì vậy? Con chuột sao mà. Không sao đâu, chuột lui á, không sao đâu. Ủa sao? Ta lui chó lui mèo, tôi chơi tôi lui chuột không á. Sao nó mập quá vậy chú? Nó ăn của tôi hết rồi, không mập sao được. Thôi Ly Ly giùm tôi nha. Ly ơi, chiều tôi cho ăn nhiều là Ly. Đó, chạy Ly liền không? Không có gì hết. Bây giờ chuẩn bị chui vô hầm nè. Dạ. Dạ. Chuẩn bị nha. Bắt đầu. Chú làm gì vậy chú? Làm cho cái xương sống nó dẻo á. Nó dẻo mới chui vô được cái hầm này. Hầm nãy giờ có con của con rắn mà. Rồi. Tám theo đâu? Mày nói gì vậy? Tao hỏi mày thằng Tám Thẹo đâu? Không biết. Ôi trời. Câm mà lâu lâu nó giận lên nó nói đường chữ. Mày đi tìm Tám Thẹo cho tao. Trời ơi. Câm mà nghe điện thoại trời. Bà mẹ mày chết rồi. Mày câm mày. Mày hiểu gì không? Hiểu. Tao lại mày. Mày có nói chuyện được thì nói mẹ ra đi.
Hồi mày trả lời tao một câu tôi giật mình biết không? Đi kiếm tám về đây cho tao. Ừ. Trời ơi. Bỏ tay à, có hai đệ tử à. Thằng thì câm còn thằng thì khùng. Nó đánh người ta hả? Nó thổi kèn hả? Karaoke. Ba mẹ. Trời ơi, giờ này. Gì vậy? Mày làm gì mày vô mày khều khều tao đang coi phim mày là khều khều gì mày? Ờ mày vô phải thôi. Bây giờ đại ca, thông cảm nha. Tiểu đệ đang coi đến cái chỗ gì tiểu bảo sắp sửa coi như là gặp nhau rồi đó mà. Mày nổi tiếng gì vậy hả? Dạ em coi phim Hồng Kông đó đại ca hả? Trong đó nó nói cái gì? Thôi đại ca tha tội cho em. Dạ, tao em kêu mày đòi nợ cho tao sao mày đi đâu rồi mày? Em có nhờ ông Tám đây nè. Mày ông nhờ người ta? Dạ. Rồi đòi được chưa? Dạ chưa, bây giờ không biết ổng đâu rồi, anh cha này sẽ chắc đập ông chết. Bây giờ sao đại ca? Bây giờ không có ổng không? Kiếm ông ra. Đập nhà cho tao. Nhà phá nhà đấy chứ còn. Phá nhà cho tao. Tới luôn đi. Vô. Dạ. Ông khóa cứng quá mày. Sao là sao? Cái gì mà sùm vậy sao? Ngủ dạ. Có lượm. Dạ dạ dạ, không sao đâu, phải ngủ lên mà còn lại mà. Trời ơi, tự nhiên mày đi dẫn con ếch vô đây chi vậy? Ủa, con người tưởng con ếch không hả? Hả? Gì vậy? Con ta đồ vật gì không biểu ếch. Gặp nó ông nội tao mốt không dám ăn thịt ếch nữa là. Gặp nó trời tao chút. Quậy quá mày. Nè nè nè. Tao nói là má tao khó ngủ lắm. Má tao khó ngủ lắm. Phải làm ơn làm phước á, đừng có lập la âm sùm đó. La âm sùm mà má tôi vậy à. À chú Phước à. À tôi à, tôi chào chú Phước á. À. Chú Phước à, thông cảm đi. À, cái chuyện lỡ lần á, chú Phước à, có lòi á. Nói giỏ giỏ giùm chút. Tôi lại xuống á. Chú lượng la âm sùm. Má tôi lan ngủ á. Má tôi thức dậy à, tội nghiệp má tôi lắm. Tôi lại xuống á. À vì là nãy giờ tao lỡ tao la lên âm sùm á. Đừng bác giận tao nha. Bác đang ngủ. À, bác đang ngủ để tao lại xin lỗi má một chút. Dạ dạ thôi không cần. Dạ. Dậy. Dậy. Mà là sao? Cái gì? Là giữ là sao? Bây giờ sao là? Bây giờ sao là? Sao là sao? Chơi tụi bay là chứ sao là? Để má tao ngủ đi nha. Tao nhịn tụi bay nha. Tao lại tụi bay đúng không? Bây giờ má tao dậy rồi. Chơi là. Chơi đi. Ai không được hỗn à, biết đây là ai không? Này anh nào? Đây là anh Phước Đầu Bò. Phước Đầu Bò. Phước Đầu Bò. Mày biết tao là ai không? Mày là ai? Sáu lầu trâu là mày à? Con bò chơi lại con trâu không? Thứ dữ à. Đụng nhầm thứ dữ à. Lại lại nhìn đằng sau nè. Sau đó là sau, cái gì? Biết cái lầu con gì không? Lầu con gì? Con thỏ. Mày nhát. Mày làm gì? Con thỏ mà có vỏ là mày tin không? Bây giờ mày muốn chơi phải không? Tao chấp mày chơi hai ngày trước nè. Quýt nó chết rồi mới tới tao. Thằng này khỏi liền. Thằng này là gặp nó là hết muốn ăn rồi. Khỏi liền. Ừ, muốn giới chuyện với mày nè. Ê, ông có hổn nha nè. Đại ca tôi là thấy ông già là nhịn đó. À, ở đây người ta tới tao đòi nợ. Ông làm gì ông xía vô. Cuộc lời của mày ly luôn rồi. Ly sao? Đại ca thiếu gì thằng lệ ca lẹp trai như tao. Không kiếm kiếm cái mặt hà bá trước. Cái mặt nó mà lễ một mâm chè chứ này á. Không bao giờ lỗ. Bạn mày tin không? Sao sao vậy chứ sao? Mày có biết con chó mặt xệ không? Mặt nó không thua gì con chó mặt xệ đó. Vừa thôi nha. Tao không đẹp nhưng mà tao độc. Hàng quý hiếm mày biết không? Để tao hỏi nè. Tôi nói mấy ông bao nhiêu lần rồi. Nói gì? Người ta thiếu lỡ người ta trả. Không ai giật mấy ông đâu. Ha? Nhưng mà bây giờ khó khăn quá. Người ta chưa có tiền người ta trả. Bây giờ vài bữa nó đi bán được cái căn nhà này. Người ta lấy tiền người ta trả. Lâu lễ tụi bay lấy tôi thấy bị phá bị quậy hoài. Ai chịu lỗi? Vài bữa là bao lâu? Ông biết người ta thiếu tôi bao lâu chưa? Dài bữa là bao lâu? Tao lượt rồi, yên tâm đi. Tao hứa cho tụi bay nè. Tao sẽ trả cho tụi bay tiền. Hứa trả kìa. Chú ngon lành ha. Chừng nào chú trả? 535, 575 nữa tao trả. À, trời ơi. Miễn có trả thôi chứ. Tôi giỡn mặt với chú hả? Bây giờ tôi kỳ hẹn cho chú một tuần lễ được không? Không cần một tuần đâu mày. 7 ngày nữa tao trả mày thôi mà. Trời ơi. Ủa 7 ngày cũng như một tuần chú lễ chú của mày hả? Không khùng tao chết liền á. Rồi. 7 ngày nếu tao mà qua không có dẹp khu vực này luôn, đúng không? Trước khi muốn dẹp khu vực này. Ừ. Mày về mày dẹp hai hàm dâu mày trước đi. Hàm dâu mày nuôi cá được á.
Con dâu mày để con lăn quăng lên, mày thả cái mặt mày vô lui cá la hán được á. Đâu lên lầu cho lắm. Đâu tao đá động gì đó. Bây giờ tôi mà người là sắp chém người rồi đó, đừng giỡn nghe chưa. Tôi mà giận lên đó nha. Giờ tôi mới người là sắp giết người đó. Cái gì? Mày làm gì? Ông giận rồi đó. Sao mày không nói mày sủa không vậy lại? Nó bị câm mày ơi. Người ta làm sao thoải mái? Bây giờ ông thấy sao thoải mái nè? Giận để trên này thoải mái à? Thoải mái không? Xuống này là không thoải mái đúng không? Không thoải mái. Để trên này. Để trên này. Để cao lên vậy. Cao lên này. Mày dùng cái người mày xuống đi. Rồi mày liên. Không giống con chim cánh cục cái lá tao chết liền. Thôi tôi không có giỡn với chú nữa. Bây giờ làm sao? Tao nói rồi tao sẽ trả. Bây giờ tới giờ tao chơi tạc lon rồi. Tạc lon bằng cái gì? Tao lấy dép tao tạc lon chứ tao lấy lại tao tạc không à. Bây giờ có ly không? Hả? Ly không? Đi, đi tụi bay, giọt. Ê, mày đứng đây làm cái lon đi cho ông tạc. Cái gì? Làm sao nó vừa cái bạc 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 chứ. Mày làm bên này được không? Trời. Chuyện này chuyện nhỏ thôi à. Tao làm cũng liệt vậy. Mày coi là. Mày nhìn cho kỹ vậy. Coi nha. Thì tao mới tập, tao tập cái này mới mốt lên tới đây. Hay quá hả? Thằng này mà nó làm, nó làm mày làm người uổng lắm đó. Mày phải làm heo đi, mới ngon là. Lặng có thịt cho tao bán nhiều chứ gì hết nè. Ê, tới giờ tao chơi tạc lon rồi. Mày muốn lấy mày làm cái lon hả? Ly không? Hả? Ly vậy không? Quá trời quá lớn rồi, cái tới gầy là không tới nó quậy hết là chịu không lỗi luôn. Ê, má ngủ đi má, con Du má ngủ ra. Hào chính phủ tràn khai, hào chính phủ tràn trải. Ngủ lại, đó, cô thấy không? Ngày nào đó, cái quân ngủ này đó, nó tới nó quậy hoài, ngồi hoài à. Nó lòi tiền cũng bị hết đó. Lòi tiền gia đình ca tư này, chúng ai đó. Hay, chú ơi, cô mua đi, cô mua giùm đi cô. Mua cô giờ cô ly chùa, cô trả lợi cho người ta có tiền, ta trả lợi tôi lại cô. Không phải, chú hiểu lầm rồi, tôi muốn hỏi hai ông bà già của cái nhà này hai nè. Hai ông bà này làng hoàng lắm. Làng hoàng lắm, ông là chạy la ôm bà đi bán muốn diêu á. Mà lùng một cái á, cô biết làm sao không? Lùng cái tự nhiên trở trứng lên nè. Ủa, trở trứng gì chú? Có đứa con ở bên nước ngoài á, đứa con duy nhất là nó đi bên nước ngoài nó về. Hồi trước giờ nói á, ở đây sung sướng lắm, à, giàu sang lắm. Lấy cho con bên đó đừng có lo. Bây giờ lùng lùng cái lội về. Nó lội về bây giờ không lẽ là giàu có trúng số. Không lẽ giờ ỉ trong cái già này hả? Hả? Không lẽ giờ ỉ trong cái già mà nghèo khổ vậy hả? Lên nó thế chấp cái căn nhà này đi mướn căn nhà cho người ta, cho hai đứa nó ở rồi. Hả? Thế chấp hả chú? Thế chấp. Ba má chồng của mình không ra thế chấp nhà sao ta? Biết là chú ơi, sao hai ông bà già nói đó là hai ông bà già trúng số mà chú? Lâu có trúng số gì lâu, ổng làm bộ trúng số thôi. Nói cho con bên kia nó yên tâm. Lợt này nó về đó, nó dẫn đứa cháu lội về đó. À, cháu lội về không thấy. Cháu lội nằm trong cái lĩa gì nè. Cái lĩa gì người ta gọi là lĩa gì đó. À, mà bà không có lầu mái đâu. Hồi xưa nghèo khổ đâu có lầu mái đâu coi. Mở ra trời nó coi lâu thấy cái lĩa không có hình. Bà lấy lồ bà trà không ra. Bà lấy cái bùi dùi á, bà trà lát mẹ nó cái lĩa người ta. Cái đĩa đó là của con. Ủa là vậy cô là? Dạ không phải chú ơi. Cô là con dâu của cái gia đình ấy tư à? Không phải chú đâu. Sao cô kỳ cục vậy hả? Cô chửi cha mẹ là chồng của cô. Cô nói là lĩa này á là không biết thì thôi. Cũng ngu vừa vừa hết chứ. Cháu lỡ lời cháu nói như vậy thôi. Bây giờ tới đây cháu mới biết ba nhá, ba má chồng của cháu lại có cái căn nhà nghèo khổ như vậy, ở cái xóm lao động nghèo nàn như vậy. Cháu mới lỡ lời, cháu nói là má cháu ngu mà. Tôi không ngờ là cô có cha có mẹ mà cô không biết thương cha thương cô gì hết là. Con xin lỗi. Má ngủ đi má. Má lừng. Con Du cho má ngủ má. Là. Sao? Con lại là. Con lâu rồi, sao? Con Du má ngủ nha, con Du nha. Hát rồi má ngủ à. Rồi. Ao chiến thủ.
Con có lỗi với má rồi má ơi. Vâng, kính thưa quý vị, xin được gửi tặng Kim Ngân một bó hoa. Anh vẫn chờ em chiều chiều nơi bến hè, mà cớ sao không thấy bóng em về? Lối hẹn câu thề hay ai đã quên ai? Để hôm nay mây buồn trôi theo gió, thương những câu hò mang mát trên dòng sông, thương những con đò lơ lửng giữa dòng sông. Sao khuya nhớ ai mà sao nhấp nháy, sông kia nhớ ai mà khi đục khi sao kia nhớ mà sao không mất tiêu rồi sao kìa. Hay quá, một thằng làm chết bà, còn một thằng ở nhà hát mà hát nhép nữa. Hết hồn, tao tưởng mày mời Đình Văn về ở trọ chung chứ. Anh Nghĩa, cho em xin lại Đình Văn anh Nghĩa. Xin lại vậy? Cái má tao nghe tin tức mà cứ chọt 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 vô hoài à, quậy phá vừa vừa á. Nghe nó nghe nè. Dạ. Mấy hôm nay á, tao thấy tụi bay á ăn cá không à. Dạ. Sợ ngán. Dạ. Nay chuyển qua món mới, thịt quay bánh hỏi. Đã, đã chưa? Hôm nay cúng ai anh? Này lãng quá. Cúng ai vậy? Tao mới quen con của một bà chủ thịt quay bánh hỏi, tình thương mến thương, tặng luôn không tính tiền. Trời ơi anh Nghĩa ơi, tụi em có khổ thiệt á. Nhưng mà anh tối ngày anh cứ đi quen người ta, anh lấy đồ ăn gì cho tụi em hoài. Nói chuyện lãng quá. Tao hỏi mày và tao với mày, đó với anh Dũng, ba dạ. Thằng lên đây ở, tiền nhà trọ, tiền điện, tiền nước, đủ thứ tiền. Trả còn không có tiền để trả nữa, lấy đâu mà mua tiền mua đồ ăn. Thì phải bán nhân xác thôi. Đúng không? Người ta ái mộ mình, người ta thương mình là không tính tiền thì đem về ăn. Rồi lo đi. Em nói thiệt anh nghe anh Nghĩa. Sao? Anh quen toàn đồ ăn không à. Bữa hôm nó giới thiệu cho em, tự nhiên giới thiệu vô em quen cái cô bán thuốc rầy. Mày nó vô duyên vô cùng. Tao kêu mày quen là quen con nhỏ bán thuốc bổ. Con nhỏ bán thuốc rầy ở kế bên, tự nhiên mày sàng qua nhỏ thuốc rầy chứ. Cô bán thuốc bổ cổ xấu à. Trời ơi. Xấu mà no bụng, còn đẹp là kiểu như kiểu tự tử luôn, hiểu không? Dạ. Bây giờ nó nghe nè. Dạ, sao? Thằng Dũng là tao nói nữa, thằng này là quê đó rồi, thấy không? Dạ. Tao chỉ còn tin tưởng vô mày thôi. Anh tin tưởng ở em hả? À, hôm nay bất chợt tao nhìn mày, tao thấy mày cũng có nhan sắc á. Nhan sắc em có. Cái nét đẹp mày lạ lắm. Cái nét đẹp mày nét đẹp rừng rú á. Ủa anh nói vậy là em giống khỉ hả anh? Không phải là khỉ, nó kêu gần kêu là chúa tể muôn loài á. Nét mày lạ lắm. Mà nếu cũng giống khỉ cũng giống nữa. Khỉ gì đâu mà tóc cho đến quá trời luôn. Kêu là khỉ xà mau á. Anh cứ thấy em hiền, anh ghẹo em hoài anh Nghĩa ơi. Mà nói mày nghe bây giờ nè, mày phải phụ với tao. Dạ. Thấy không? Bây giờ ngoài cái chuyện học hành này nọ ha, mình phải kiếm đồ ăn nữa. Hiểu chưa? Có lương thực, có thực mới giật được đạo. Hiểu chưa? Thôi, mày phải phụ với tao. Thôi em ăn nói em yếu lắm. Mày. Rồi tao chỉ chiêu cho. Phải không? Tao chỉ chiêu bây giờ quan trọng. Chờ tao chút. Dạ. Đây ha. Dạ, sao anh? Có nguyên cứu anh Bum. Trong đây á là đủ hết nha, con bà chủ ha, phở nè, mì nè, bánh canh nè ha, rồi bún bò Huế nè ha, cơm chiên Dương Châu, cơm tấm bì gì đó, có đủ hết. Mày coi nhỏ nào vừa ý, tao chỉ chiêu cho. Từ từ, tao chỉ hết, trời ơi, tao truyền cho mày, còn thằng Dũng mà tao quê, tao không bao giờ chỉ dạy nữa đó. Hôm rày em thèm ăn xin xa hột lựu lắm, có cô nào. Rồi, cứ lựa đi, nhỏ nào vừa ý, báo tao biết, tao chỉ chiêu cho.
Còn bao nhiêu ngày Nghĩa tới chuyện mày hết. Nghĩa ơi. Nghe. Ủa sao, sao? Anh đưa em cái cuốn album gì đâu toàn là thú không trong này anh Nghĩa. Thôi đừng bắt em quen với thú, em sợ lắm à. Cắn chạy nọc chết à. Mày quá đáng mày. Nè em coi đi. Gái lứa người ta mà kêu thú thú gì. Khỉ đồ không trong này nè. Quên quên. Cách đây mấy ngày á, tao mượn cái máy chụp hình, tao vô sở thú tao chụp hình nghệ thuật. Trời, cái mấy trái chuối mà vụ mấy con khỉ đã luôn mày. À, vụ khỉ mặc áo sơ mi nè. Vụ khỉ mặc quần tây. Vụ khỉ mang dài luôn nữa. Ủa anh nói sao giống em quá vậy? Thì đúng rồi, mày chú tể muôn loài mà. Không phải cô này, cô này. Bây giờ á, mày phải phụ với tao. Đó. Coi cô nào vừa ý báo tao biết rồi tao chỉ chiêu cho. Bao nhiêu mà kinh nghiệm tao truyền lại cho mày hết. Thôi anh ơi, anh lợi dụng tao quá vậy. Mốt lợi tao biết ra được đây, tiền. Đây, đây nè. Tao cho mày thấy nè, bây giờ tao không phải như xưa đâu. Nhìn đi, thấy chưa? Hồi nay mượn đồng hồ đâu đẹp vậy? Bảy. Dạ. Tình thương mến thương tặng không á? Trời tặng hả? Đồng hồ nhẫn vàng, chưa hết. Này đây, cũng có cái để gọi tới gọi lui chơi nghe. Điện thoại đàng hoàng, thấy chưa? Thôi anh Nghĩa mới quen được cô bán điện thoại di động hả? Không phải, quen nhỏ bán cháu huyết. Ủa bán cháu huyết đáng lý là phải tặng huyết chứ. Thôi. Thôi tặng huyết khô máu á. Chứ tự nhiên tặng máy điện thoại di động. Trời ơi. Mua cái điện thoại mới cho điện thoại cũ, hiểu chưa? Có đèn này, mày nghe nghe tao đi. Thôi, mấy nay kiểm tra tao hoài à. Thôi. Em cho... không bao giờ muốn nghe cái điện thoại của người ta, chuyện đời tư người ta không muốn đâu. Biết rồi, nói mày nghe, nó cho tao điện thoại đâu có ai gọi tao đâu. Tao chưa cho số ai đâu, biết gọi mình nói gọi kiểm tra mày nghe đi, nói tao bận rồi đi ra ngoài chút xíu qua muốn gì gọi lại. Nhưng mà có gì anh nói nha, chứ em không biết nói đâu nha. Mệt quá, mấy bữa nay mệt quá, đưa điện thoại nghe hoài, có ai gọi mình đâu. Nam mô, ê alo. Alo. Có nghe gì đâu, anh xạo em mà có nghe gì đâu. Nè là bấm vé cho này nè, bấm rồi, đó, nghe. Alo. Dạ, anh dạ gì chị? Dạ chị khóc cái gì vậy? Em nghĩ rồi. Chị khóc quá trời anh ơi. Tuồng nó vậy đó, trời nó ẹo thôi vậy anh, đó. Thôi anh nói đi, em nói đâu. Thôi đi vắng rồi nghe. Alo chị ơi, anh Nghĩa không có đây. Dạ anh Nghĩa, chị ơi, em biết em, dạ em là người ở chung đi Tự Vũ. Tự Vũ nè, cái gì nè? Dạy nói đi Tự Vũ vậy nè. Trời, tự nhiên mới nắm tay có thai hả? Anh biết đâu chị nói Tự Vũ thì sao? Kêu tự xử đi, tự xử đi. Chị ơi, sư tử đi á ngoài. Tự xử. Chị ơi, chị đừng có làm bậy bạ nữa chị ơi, dù sao nữa đứa bé này nó vô tội, chị đừng có làm bậy tội nghiệp nữa. Chị yên tâm đi, bây giờ chị ở đó đi, em anh Nghĩa tới liền. Dạ chị nói sao Nghĩa là khốn nạn nào á? Dạ chửi anh khốn nạn như kia. Dạ chị ơi, chị đừng có khóc, chị khóc rồi em khóc em chị bình tĩnh. Dạ chị lộn số hả? Chị gọi cấp cứu mà chị lộn số qua đây. Tôi giả vô mặt mày nghe mày. Cái bà trợn vừa vừa hả mày? Anh có quen cô nào bán gà lôi không vậy? Đúng nó về. Nó thầy giáo nó dạy á, nó thầy giáo mà nó dạy học trò. Học trò sợ nó bỏ chạy hết à. Đó, thầy giáo về. Đói á, nó đói vậy á, nó đói quá nó vậy á. Cho nó biết là có đồ ăn rồi. Anh Dũng ơi. Giáo sư tiến sĩ á. Anh đói cái anh ưa cười quá anh Dũng. Thôi anh ăn thịt heo quay không? Thịt heo quay hả? Dạ. Của ai? Của anh Nghĩa. Cái gì vậy Nghĩa? Hết hồn nha, đừng làm hết hồn nha. Cái gì? Mày làm cái gì vậy Nghĩa hả? Sao? Trời ơi, tao bực mình mà dễ sợ luôn á. Bực gì? Mày yêu người ta, mày toàn là chọn món ăn mày yêu không à. Mày nó dặn mày nha, mai mốt đừng có lợi dụng người ta bán hàng mày yêu nữa nha. Yêu lấy thức ăn về ăn không là không được đâu á. Mày nói hay quá à. Chá mày đàng hoàng, mày lương thiện quá à. Tao không đem đồ ăn về là ba thằng đói hả? Chá chê khen mày coi lại đi, mày soi gương lại đi. Sao? Trong ba thằng là mày mập nhất đó. Mày có cái bụng mày kìa. Tao ăn ít nó không biết sao rồi nó mập vậy đó. Mỡ không à ông nội. Nhưng mà tao nói cho anh Nghĩa nghe nha. Nói sao? Tôi nói vậy nè. Không, anh yêu á anh cũng vừa phải thôi.
anh yêu anh lựa nè, bánh cuốn nè, hủ tiếu bò viên nè, bánh canh nè, yêu không à. Rồi anh ăn mình anh đi. Thấy không? Chị Tư nè, chị Tư bán bánh canh nè. Anh ăn ăn mình anh đi. Anh đem về đem cho tôi với thằng Sơn ăn rồi cho cả ký túc xá để ăn. Từ lúc á anh quen, chị quen quen anh á, chị bán bánh canh. Quen riết rồi giờ chỉ chuyển qua bán giấy số rồi thấy không? Lâu lâu người ta phải đổi nghề, người ta giải trí chút xíu chứ mày. Thôi Dũng giải nghề. Cái đó là hết vốn rồi đó. Anh ăn riết mà hết nồi bánh canh người ta luôn á. Dũng mai mốt ra đường luôn á. Dũng đừng la, tội nghiệp Nghĩa lắm Dũng. Nè tôi nói một lần nữa nha, không được lợi dụng tình yêu người khác nữa, nghe chưa anh Nghĩa? Bực mình anh quá trời luôn á. Mày nói hết chưa? Tụi bay nói mà tụi bay có hiểu gì không? Tao là bạn tụi bay mà. Bạn không phải là cha là mẹ đâu. Mày lo tụi bay từng miếng ăn giấc ngủ chứ. Kiếm đồ ăn về cho tụi bay có phải là kiếm hồn về đâu. Mà chửi như con thú à. Rồi mày rảnh quá à. Mày đàn lại tao nghe coi. Tao nói lên cái nỗi buồn của tao nữa coi. Tao muốn nói lên một nỗi buồn tao không bao giờ tao chịu nổi. Mày từng từng tao vô câu đó à. Mày không vô nổi nữa hả? Mày đuối rồi. Hết băng rồi. Tao giết mày. Cái máy của tao mày cứ đụng vô hoài vậy. Mệt mày ghê. Mày lo vô vụ mày quay bánh hỏi đi. Nhiêu đó không sao, từ từ tao nói chuyện với mày, từ từ. Từ từ tính chuyện mày sao? Rồi mày làm gì á? Anh kêu em lo. Mày ủ kiểu đó hả? Ủ cho nó nóng lát ăn cho nó ngon. Trời đất ơi. Mày ủ kiểu đó nó thiêu mày hiểu chưa? Ở nhà có một thằng khùng rồi. À, nó khùng quá. Mày muốn làm thằng điên nữa hả? Một thằng là đủ chết rồi hiểu không? Ê, mày nói tao điên hả mày? Chơi nữa. Rồi rồi từ từ tao nói chuyện mày sao? Còn mày á, mày lo ba mày lấy dĩa rồi nọ để ra đi. Anh Nghĩa. Gì đó? Anh cho em nói anh một đôi lời. Dù nãy giờ thấy anh cũng buồn, thấy tội anh quá. Nói đi. Dù sao đi nữa tụi em cũng ăn đầu ở, ăn nhờ ở đậu mà em tính nói ăn đầu ở nhờ. Thôi mày, tao không nói mày nữa rồi, tao nhìn mặt mày tao biết rồi. Thời gian vừa qua có anh mà tụi em cũng đỡ lắm. Ừ. Em tao thấy, lo toan hết á. Em thấy em thương anh nhiều lắm anh Nghĩa. Đó, mày hiểu tao đó. Cách đây 3-4 năm, ngày mình lên đây gặp anh. Lúc đó nhìn anh đẹp lắm anh Nghĩa. Da vẻ anh hồng hào lắm. Anh giống như trái cây mà mình để trong tủ lạnh mình lấy ra vậy đó. Sau mấy năm anh bán nhan sắc của anh, giờ nhìn anh, nhìn anh già giống con chó già của anh Nghĩa. Giả vô mặt mày không mày? Mày đưa mấy cậu đào à, cậu sao mày chửi xéo mày? Biết em có lỗi em gì ai? Gì tụi bay gì ai mà tao như con chó già? Anh Nghĩa ơi. Nói đi. Bây giờ cho em một lời khuyên nữa được không anh Nghĩa? Nói lẹ ra đi. Em khuyên anh. Rồi. Anh có quen cô nào bán đồ ăn cũng được hết. À. Mà em lại anh đừng bao giờ anh quen cái cô nào bán vật liệu xây dựng anh Nghĩa. Dạ. Bê tông cốt thép xi măng sao tụi em ăn? Mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao tao quen vật liệu xây dựng tao mang gạch đá vậy cho mày ăn hả? Nhưng rồi, được, mày nói đúng. Rồi tao sẽ quen vật liệu xây dựng. Để chi? Để tụi mình không còn ở trọ nữa mà ở biệt thự. Thôi mày lo tao đi, mày lo đi, dọn ra đi, trưa rồi. Dạ. Thôi tao xử lý Dũng ra. Cái gì? Hay mày, hồi nãy giờ mày nói tao, mày chửi tao cái gì? Thấy không? Ai mày tưởng tao không biết yêu hả? Tao là trai mới lớn biết yêu hả? Trời, tao ra đường á thì xin lỗi mày á, một thanh niên khác gặp một cô gái cũng rung động vậy. Người ta hỏi á, em ơi, em tên gì, nhà em ở đâu, còn tao không có đâu. Cái câu đầu tiên tao hỏi á, em ơi, em bán món gì. Tụi tao sung sướng lắm hả? Vì ai? Vì tụi bay của vì ai?
Đúng á, tao vậy đó à. Tao tình yêu á đó, thực phẩm không, không có chân thật gì đó không. Còn mày chân thật cái gì? À mày hay quá. Đây. Gì? Tao cho mày biết nha. Dạo này á tao á đi chạy mánh ngoài đường á, tao gặp Ngân của mày hoài. Ngân bây giờ sao? Ngân của mày không phải như xưa đâu. Son phấn lè lẹt ha, quần áo đủ màu sắc nha, như người mẫu đó mất bây giờ đó em ơi, cho em biết. Tôi nói anh nghe nha. Ờ. Anh xúc phạm tôi hay nói gì tôi cũng được á, nhưng riêng Ngân anh không được quyền xúc phạm hay chưa? Tao không phải xúc phạm mà tao nói thiệt. Mày quen Ngân, mày tới nhà Ngân chưa? Mày gặp ông già của Ngân chưa? Xin lỗi mày ha, mày tới đi, mày gặp ông già của Ngân mày biết. Ông già đó là ông già ha, thực dụng, thực tế, giọng ngoại. Trời ơi xin lỗi mày, cỡ như mày ha, ha dẹp đi. Trời ơi sinh viên nghèo ha, dẹp mộng đi em, thầy giáo quèn ha, dẹp mộng đi em. Mày mất như chơi. Tao cho mày biết cái gì cuộc sống bây giờ phải thực tế, hiểu không? Có thực mới được đạo. Kệ bà nó, tao không cần là điều chân thật. Tao miễn là sao có sấy mà để sống thôi, mày hiểu chưa? Không nói nhiều nữa. Sơn. Dạ. Tới giờ trưa rồi, dọn cơm nó ăn. Dạ, dọn gì ăn? Quay bánh hỏi. Em ăn hết rồi. Trời ơi, trưa nắng mà đi bán nhan sắc nữa.